Thưa quý vị các bạn, hôm nay là ngày 30 Tết, ngày 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần và còn ngày mai nữa. Bước sang ngày mai là đã là ngày mùng 1 tháng riêng năm Quý Mão rồi. Thưa quý vị và các bạn, nhà thuốc Đông y Bảo Lộc Đường có địa chỉ ở đầu làng thôn Tà Vực, xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Từ trước đến nay rất là nhiều cô bác anh chị em gần xa đã biết tới sản phẩm, một số sản phẩm thuốc của nhà thuốc Đông y Bảo Lộc Đường và đã sử dụng, và trên thực tế là có hiệu quả rất là cao, từ thuốc chữa bệnh táo bón kinh liên, chữa lở loét hoại tử khoang miệng, chữa bệnh viêm đau dây thần kinh tọa do vôi gai thoái hóa cuộc sống, thoát vị đi đệm, và sản phẩm chữa ho hen suyễn, và một số các sản phẩm của nhà thuốc Đông y Bảo Lộc Đường. Và cũng là rất là cảm ơn cô bác anh chị em gần xa đã tin tưởng và sử dụng các sản phẩm này, và nhà thuốc Đông y Bảo Lộc Đường sẽ cố gắng mang lại các sản phẩm tốt nhất, giá trị nhất tới người sử dụng. Và nhà thuốc Đông y Bảo Lộc Đường cũng cố gắng để mang lại sản phẩm từ thảo dược hoàn toàn là thiên nhiên để chữa bệnh cho quý cô bác anh chị em gần xa. Và hôm nay đây là ngày cuối của năm Nhâm Dần, ngày mai là bước sang một năm mới, năm Quý Mão rồi. Nhà thuốc Đông y Bảo Lộc Đường không biết nói gì hơn, gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả cô bác anh chị em gần xa, vì có sức khỏe mới làm nên được tất cả. Kính chúc tất cả ông bà, cô bác, anh chị em gần xa năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe đong đầy. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.